trở lại những làn điệu quê hương, những làn điệu giọng cổ Tân Tương. Xin mời giọng hát của đôi Yên Đồng Ngọc Nữ Minh Đường Nhã Thi. Giờ em không biết em còn thấy đường em hát không. Cố gắng lên. Quất luôn ha. Nào, trân trọng nhất để thay đổi bầu không khí. Vừa rồi là những bài hát rất là sôi động, rất là sung. Hôm nay thì em cũng hơi là sai. Xin gửi tặng quý vị một bài hay tân cổ cũng rất là vui tươi, bài hát của tôi đây. Mời anh về thăm quê em. Xin quý vị cùng thưởng thức. Có gì xin sắp mời quý vị bỏ qua nha. Quê hương, cầu bằng,
mong rằng ngày nào muốn mặc em cũng giống gì rất là dễ thương, ngày nào cũng gì là ngày nào em cũng đi ngủ. Cảm ơn anh trai. Nói thật ở đây là bạn là những người tài sản của quốc gia không, cho nên mà phải giữ gìn. Thôi thì cô vui nào, cô có tàn, cô tình nào cũng có xa ta đây rồi. Kết thúc chương trình đến đây đã hết. Tại vì đúng giờ quyết định là phải ngưng lại chương trình nghệ, anh em mình có ở đây tâm sự. Cảm ơn những bà con lớn sớm nha, những khán giả thân thương. Điện thoại này của ai? Tôi nghi quá, chắc của gia đình tôi. Chắc cái gia đình tôi rồi, thường thường lại vậy á. Rồi của phu nhân tôi. Tôi nói mà thường thường lại vậy á. Nhưng mà rất là vui. Thôi thì cảm ơn âm thanh rất hay. Cảm ơn những YouTuber tất cả anh em mình đã đến quay phim để truyền bá những cái buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Và cảm ơn tất cả quý quan khách đã đến đây chung vui trong ngày vui hôm nay. Cảm ơn anh sĩ ở lại đây cứ tâm sự. Còn anh Tuấn phải về ở Cờ Đỏ nữa. Đúng giờ. Dạ, em mời chị Chính. Chị Chính Lộc đã lên sẽ phát biểu vài lời trong ngày vui hôm nay. Trong giờ bí mật. Thay mặt anh chị Tư, chính cảm ơn tất cả chị Hai. Nghe lẹ. Mời chị Hai lên. Đúng rồi. Một người chị rất dễ thương, xinh đẹp. Mà hồi nãy là chị mặc đầm, bây giờ chị mặc đồ thể thao, vẫn trẻ hơn xưa. Dạ, mời anh chị Tư lên, chói mắt quá. Và ca sĩ Khánh Bình, trước nhất là thay mặt anh chị Tư cảm ơn buổi tiệc hôm nay để chúc mừng chia tay anh chị Tư về nghỉ, và chúc anh chị Tư về vui vẻ, may mắn, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát đạt, mọi điều may mắn, mà mong sao một năm sau chị Hai sẽ anh chị Tư sẽ trở về chung vui cùng các em. Và cũng cảm ơn Khánh Bình cũng làm buổi tiệc hôm nay, và cảm ơn chị Hai tài trợ bia cho anh chị Tư. Năm sau anh Hai, anh Tư, chị Tư về quán Khánh Bình sẽ hoành tráng hơn nữa, lớn hơn nữa. Và cảm ơn tất cả anh em, và cũng cảm ơn người tài trợ lớn
là chị Kim Lý. Chị Kim Lý là tiệm vàng, tiệm mộc sòn nổi tiếng chợ An Đông. An Đông, đúng không? Bao nhiêu năm nay, và xin mời tất cả lên trên bộ của hình kỷ niệm. Nghệ sĩ, anh chị em có mặt hôm nay, Chimin. Và mời luôn mẹ của Khoa, cái người ấy của Chimin. Bữa nay cũng vừa rất là vinh dự. Nhã Thi Minh Trường, Thiên, Khoa, những người tình tôi bất ngờ, Trường Thanh. Đứa nào cao kìa, cao lùng, cao ngồi xuống nè. Đứa nào lùng nè. Có một mỗi ai cao lùng cao kìa. Triệu Minh hôm nay gan lắm, Trường Thanh hả? Nhưng mà nó còn thiếu nhiều sơ sót, xin mọi người miễn tình bỏ qua. Ủa rồi tôi đâu? Tôi đang ở dưới đây là tôi. Để tôi nghe xin dừng. Tôi ngồi đi. Tôi tay trở lại. Ai lộn ngồi nha? Cao Đức còn lộn ngồi à? Biết luôn tay. Xe chua rồi nhé. Ôi, chị ngắn quá. Mẹ ơi, nghệ sĩ. Rồi, bây giờ thả tim nè, chụp 3 bức hình, thả tim. 2, 3, đó. Thôi là quen của mình đó. Bực. Bởi gì đó, number one. Bây giờ number one đi. Còn Thư với Khoa lên, còn thiếu 2 người. Đúng rồi, Thư đâu? Khoa đâu? Dạ, xong rồi chị Hai sẽ phát biểu. Chị Hai là người chị tình tương đương của Khánh Bình với tất cả anh em nghệ sĩ, ca sĩ. Ủa, phụ nhân tôi đâu? Mời người giấu mặt bên nội của ngoại còn chưa? Cửa ngăn tức. 1, 2, 3. Em không thể nào giấu mặt buổi thiên. Bức màn nhung ủng hộ cho anh em nghệ sĩ đó là có tấm lòng không thể nào quên được. Trường Thanh và phụ nhân của tôi cho nên phải có bức hình kỷ niệm. Mọi chị đánh 2-3 tô cho mọi người nha, 3 tô nha, 1-2-3. 3 tô. Alo. Bây giờ xin cho vài phút cho chị Hai phát biểu nha. Các bạn ơi, nghe chị Hai phát biểu. Hôm nay trước hết là cũng là đến đây để dự một buổi tiệc để chia tay anh Tư với chị Tư về Mỹ. Yeah. Thì cũng cảm ơn là em chính, em trai và em gái đã đến đây đã ủng hộ cho Khánh Bình từ khi mở khai trương đến giờ này, rồi trong đó có chú Ngân Tướng, tất cả anh em ca sĩ luôn luôn ủng hộ Khánh Bình. Hôm nay chị Hai là cũng người chị của Khánh Bình. Trước hết cảm ơn tất cả anh chị ca sĩ đã đến ủng hộ cho em của chị Hai là Khánh Bình. Chị Hai luôn luôn mong muốn rằng khi những người yêu thương Khánh Bình đến đây để mà thương yêu em, ủng hộ em, chị Hai mong Khánh Bình phải quan tâm tất cả anh chị em đây đã có từ đầu tới cuối, nghèo giàu gì chết cũng là nhớ khi mình khó, có ai, có tất cả mọi người ủng hộ mình. Hai chỉ mong điều đó thôi, chứ còn Hai không mong Khánh Bình phải cho Hai cái gì. Nhưng chị Hai đại diện cảm ơn tất cả anh chị em. Quá tuyệt vời, một người chị rất là tình thương với Tương, với những lời phát biểu rất là ấm cúng và rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chúc mừng anh chị Tư về Mỹ vui vẻ, mong sau năm sau chúng ta sẽ tay gặp lại. Chúc cho anh Tư, chị Tư thượng lộ bình an và về đến là nhớ hoài kỷ niệm ngày hôm nay. Mong anh sẽ mau sẽ trở về công việc sắp xếp, mau trở về Việt Nam để gặp lại tụi em. Ở Việt Nam tụi em lúc nào cũng trông ngóng anh về. Chúc mừng, ở đây có một ca sĩ rất đẹp trai, đi lên, lên đây.
á là đó là chị nói câu này với em, và khi có chung phim cái chị không nói với em. Phải. Mình già mình đẹp tác, nó trẻ nó đẹp tác, mình ủng hộ cái đẹp nó. Đó, đúng rồi, dạ. Tất cả. Chị cũng nói Minh Trường, chị Minh Trường cũng nói câu đó. À, tất nhiên Minh Trường đúng không Minh Trường? Chị hai ngưỡng mộ á, em quá đẹp trai, ca sĩ là phải như vậy. Hát hay nhỉ? Vậy còn nghệ sĩ có em được không? Được. Nếu là bây giờ vậy, có một cái tiệc nào mà trân trọng chị hai mới dám mời. Yeah. Còn nếu bình thường chị hai dám mời em. Yeah. Chị hai ở trong nhà chị hai cứ nói là em có mặt à. Yeah. Chị hai quá ngưỡng mộ, quá đẹp trai. Quá. Yeah. Đây cũng là một người đẹp trai nữa nè. Quá đẹp trai. Quá đẹp trai nữa nè. Em đặc biệt chị hai. Sao đặc biết? Nhà khẩu này đẹp vậy thôi chứ. Đó mà vậy. Hiểu hả? Dạ dạ, vui là chính. Cảm ơn âm thanh, âm thanh hôm nay rất hay luôn. Ánh sáng âm thanh và của YouTuber nha, YouTube rất là tình tôi với tôi. Cảm ơn mấy em nhiều nha.